là tuyệt vời. Đông đủ anh em, ai cũng đi đâu cũng quay về đi công viên. Chúc thắng lợi. Cảm ơn anh. Việc đầu tiên chúng ta thấy là khi mà nó sẽ đi bằng thẳng tiến, nó sẽ được một cái teamwork, nó sẽ đi như là. Nhưng cái quan trọng là anh có chương trình gì ở đây? Dạ thưa, đây là chương trình hướng dẫn sử dụng máy ảnh Nikon. Tuy là nói là hướng dẫn sử dụng máy ảnh Nikon nhưng mà tất cả các dòng máy thì có thể áp dụng được. Và đây là chương trình hướng dẫn sử dụng máy Nikon do thầy Tạ Trung Lễ, là giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Các chương trình sắp tới, các buổi workshop sắp tới. Các buổi workshop sắp tới là một buổi workshop là sẽ là hướng dẫn sử dụng ống kiến của Nikon. Một buổi, hai buổi sẽ là hướng dẫn sử dụng Photoshop căn bản và các tuyệt chiêu của Photoshop do thầy Phan Tây Hồ.